Vào đã thành công mang về hai ván thắng trước Sài Gòn Tôm, qua đó cân bằng tỷ số 2 đều. Và đây đang nhả hàng cấm vào xích, như vậy là cấm vào xích đến Thả từ Sài Gòn lắm. và Tôm rồi. Trong khi đó bên phía của Đi Vài Thiết ấy, nếu mà cấm vào dích nha thì lần này họ có thể tự tin với bộ Seraphine cộng với Nami hoặc là Sona được, tại vì không còn những cái sức sát thương khổng lồ ra đầu trận đấu để cấu đi trước thềm giao tranh nữa. Trong khi đó chúng ta hãy cùng chờ xem Divine thả ra con bài nào, hay là Seraphine hay là Orianna, và có vẻ như là Orianna sẽ bị cấm đi rồi. Nếu cấm đi Orianna như thế này thì Sài Gòn và Tôm có thể lấy Seraphine. Lấy Seraphine trước, nhưng Gragas. không, quyết định là họ sẽ vẫn lấy Gragas trước. Gragas này thì không biết là trong ván thi đấu này sẽ nằm trong tay của T-Shirt hay là của Black One này. Khi mà con Gragas này trong ván đấu thứ tư thì T-Shirt người ta thi đấu cũng chưa tốt. Đi rừng có vẻ là uy tín hơn nha. Đi Đi rừng có rừng vẻ uy uy tín tín hơn. hơn, tại vì anh ta sẽ có điều kiện đó là lên, gọi là kiểu lên tank. Và khi lên tank thì nếu mà đối phương ở bên kia có cơ mưu, có những đội hình ép giao tranh mạnh ấy, thì một đội hình ép giao tranh sẽ rất ngại những cái vị tướng kiểu chia cắt đội hình. Vì vậy tôi nghĩ là ở vị trí đi rừng trong tay của Black One có vẻ là uy tín hơn. Và khi Ezreal cũng như có Corki được lựa chọn thì cái điều này nó càng khẳng định hơn rồi. Nó chỉ còn một trường hợp nữa là hoặc là đi Baron thôi ở vị trí của Gonny. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chờ xem là Coyote khi mà đã mất đi Zeke, khi mà đã mất đi Orianna rồi thì anh ta sẽ chơi quân bài nào. Đã có Galio được lựa chọn dành cho Divine Sport. Galio thì có thể là Galio đi đường giữa dành cho Coyote, hoặc là Galio đi hỗ trợ nằm trong tay của Khuê Hải Phòng. Nếu là Galio đi đường giữa thì tôi thấy cũng rất hợp lý. Và nếu là Galio hỗ trợ thì tôi thấy sẽ kém hợp lý hơn. Ví dụ Galio ở khu vực đường giữa, sau đó thì QHP ta có thể pick thêm một chất tướng chống chịu nữa. Thì về mặt chống chịu, Divine Sports ở trong ván thi đấu này họ sẽ là đủ trước Sài Gòn và Tôm. Sài Gòn và Tôm về sát thương của họ trong ván thi đấu này rất dồi dào nha. Nó đến từ ba quân bài, đó là Gragas, Ezreal cũng như là Corki. Sự lựa chọn cuối cùng của bên phía Divine là Annie. Quan trọng là bên phía của Divine họ đang hơi thiếu sức sát thương về mặt phép thuật. Vì vậy thật ra là Galio ở vị trí hỗ trợ, nhưng để bộ đôi AD hỗ trợ khu vực đường giữa cũng là được. Điều đó đảm bảo cho Khuê HP anh ta có thể bay đến bất kỳ nơi nào điểm nóng trên bản đồ. Vì vậy Ani thì là một lựa chọn mà tôi đang cảm thấy nó khó hiểu nhiều hơn, tại vì là đây là một chất tướng mà vừa có sức mạnh phép thuật, vừa có khả năng chống chịu, vừa có khả năng combat tổng. Nhưng mà mỗi thứ nó sẽ khoảng một ít ít đấy, đặc biệt là tầm hoạt động của những bộ chiêu thức của Ani nó rất là ngắn. Cho nên tôi đang thực sự là rất khó để anh ta có thể băng vào được đội hình với phía bên kia với hai vị tướng cầu máu tay dài, đó là Corki cũng như là Ezreal trong đội hình. Đồng ý. Và với cái pick Annie như thế này thì tôi đang thấy đội hình của bên phía Divine khả năng khống chế của họ là cũng tương đối nhiều. Khả năng khống chế của họ sẽ đến từ Andy, đến từ Galio và đến từ Camille ở trong tay của Kuza nữa. Tuy nhiên thì về khả năng chống chịu của họ thì tôi đánh giá là tương đối thấp. Có thể có một tình huống là đội hình của Sài Gòn và Tôm họ ập vào đánh với đó là Black One, với đó là Tysus và thậm chí là Gunner nữa, thì tôi nghĩ là với cái sức chống chịu như thế này thì đội hình của Divine họ sẽ gặp rất 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 nhiều vấn đề. Đội hình của Divine với cả 5 vị tướng đều là những vị tướng phải lao vào. Trong khi đó chất tướng của Sài Gòn Tôm là những chất tướng đánh lùi cũng vô cùng khỏe. Vì vậy điều này tôi đang cảm thấy có những sự bất lợi. Điều duy nhất mà bên phía Divine họ có thể tận dụng và lợi thế hơn so với đối phương đó là họ có Lee Sin. Lee Sin có độ đầu có thể có được nhiều sự ảnh hưởng hơn đến các khu vực đường so với Gragas phía bên kia. Gragas thì cùng lắm anh ta phải mất tốc biến của mình để có một cú lăn bụng chính xác. Còn không thì anh ta cũng chả có cách nào để ở ganh được đối phương cả. Và thậm chí là Divine ở trong bản thi đấu này thì họ cũng không để cho xạ thủ và hỗ trợ của họ ra đường giữa cơ. Họ sẽ để Hốt Quan và QHP chơi ở đúng vị trí đường rồng của mình. Chơi đường rồng thì gọi người chơi đi rừng xuống băng trụ 3 người. Đây chính là những ý đồ mà Divine có thể setup được ở thời gian sắp tới với Lee Sin khi anh ta bắt đầu kiểm soát được khu vực người dưới bản đồ. Và với cái việc là đường rồng của bên phía Sài Gòn và Tôm là cái đường mà có cái bãi người đá như thế này, Lee Sin anh ta sau khi có cho mình những level đầu hoàn toàn có thể setup một pha băng trụ được, sau đó có thể an toàn lùi ra đến từ bên phía Divine. Tuy nhiên thì hiện tại đang là thời điểm 1 phút 30 giây. Lee Sin anh ta vẫn đang rất thong thả ăn cho mình cái vòng rừng của mình. Sau đó thì anh ta sẽ kiểm soát cua trước. Sau đó thì anh ta không biết là anh ta sẽ ngay lập tức setup một tình huống băng trụ cùng với những người đồng đội của mình, hay là anh ta sẽ quay trở lại ăn bùa xanh. Anh ta sẽ quay trở lại ăn bùa xanh. Như vậy là chơi vẫn tương đối hòa hoãn từ Nheo ở trong ván thi đấu này. Khá hòa hoãn đến từ vị trí của Nheo.
lần những ván đấu trước Coyote gánh cả đội hình của Divine với vị tướng Zik, liệu ván thi đấu này với việc đánh chậm như thế này họ còn có một chất tướng để có làm được điều đó hay không, hay lại là một thế trận giống với ván đấu đầu tiên, tức là càng chậm về sau Saigon Storm họ càng tỏ rõ sự khó chịu với khả năng kiểm soát bản đồ của mình. Và mặc dù Black One anh ta đã bị phát hiện tầm nhìn bởi đó là Kuzan rồi, nhưng thì cũng không có bất kỳ một thế lực nào có thể ngăn cản Black One anh ta ăn đi bản giày đá này cả. Trong khi thì ở nửa dưới của bản đồ thì Nheo anh ta đang bị cấu máu rất đầu bởi đó là Awaka. Quan trọng là anh ta biết đối phương cướp bãi đá của mình, đổi ngược lại thì không thể là đứng nam nhi, không thể để cho đối phương một cách dễ dàng như vậy được. Thậm chí là biết đối phương cướp bãi chim của mình cũng là một đấng nam nhi, anh ta cũng không thể để điều đó xảy ra một cách quá dễ dàng. Nên ăn miếng trả miếng đến từ vị trí của Nheo là trong pha thi đấu này, mặc dù hơi chậm hơn đối phương một chút. Vâng, Black One anh ta ăn nhanh hơn bãi chim so với Nheo một tí. Nhưng mà cái thế trận nó đang rất hòa hoãn dành cho phía Divine. Nên nhớ là Divine hai ván đấu vừa rồi họ có thể chiến thắng trước Saigon Storm là nhờ họ có những tình huống ép giao tranh bất ngờ và liên tục so với bên phía của Saigon Storm. Những ván đấu này thì bỗng dưng họ lại chơi chung lại. Họ vẫn chơi tương đối là chắc cũ. Nó chưa có một cái tình huống nào đột biến hoặc bất ngờ đến từ bên phía của Divine cả. Quan trọng là tôi nghĩ là khoảng thời gian họ cần làm, họ sẽ làm và làm điều đó nó dễ dàng hơn với việc khi mà khối HP bắt đầu có cấp độ 5 thì những tình huống bất ngờ của họ nó sẽ có nhiều tiền đề hơn. Trong khi đó AK biết đối phương có vẻ như đang đứng ở vị trí này rồi, anh ta cũng không dám đứng ra đây để cắm mắt. Còn cái mắt màu đỏ của Divine lại được cắm khá sâu vào phần sừng của Saigon Phantom để kiểm soát những hướng di chuyển ra khu vực đường giữa. Saigon Phantom thì đương nhiên là họ cũng chả vội gì với hai xạ thủ ở trong đội hình của mình. Thì Saigon Phantom họ vẫn đánh rất một cách rất tư tốn, có thời gian để cho hai xạ thủ của họ lớn thì họ sẽ có thể nắm được chiến thắng ở trong ván đấu này. Bây giờ thì con rồng đầu tiên của trận đấu này nó sẽ ra trong vòng 8 giây nữa. Chúng ta sẽ cùng xem ai là đội tuyển vào rồng trước đây. Đó là một tình huống rình rập từ Nheo ở khu vực đường trên, nhưng anh ta cũng chưa thu về được bất kỳ màn hạ gục nào cả. Và cũng tiếp tục lại là rồng gió. Đây là một con rồng mà để cho hai bên không tấn công quá nhanh mà đánh từ từ thôi để câu máu đối phương cũng được. Và Nheo đang là mục tiêu được lựa chọn là Black One. Black One mất tốc biến để bỏ chạy qua phía bên kia, sau đó bị găm một cú sóng âm vẫn chưa lao vào đến từ vị trí của Nheo. Và khi biết đối phương mất tốc biến thì bên phía của Divine họ tỏ ra thế chủ động hơn khi kích hoạt con rồng gió trước. Nhưng cũng đây, chỉ là nhảy xuống nhìn thấy con rồng còn 3.000 máu khá sốc đến từ vị trí của Black One. Trong khi đó Goni là mục tiêu được lựa chọn và bị tấn công là khá rát trên công đầu dành cho bên phía của Kuzan. Và bên phía của Divine họ là người dẫn trước với tình huống setup con rồng này, một tình huống trả ra cái lăn thùng rượu là rất nhiều sát thương khiến cho Divine không còn tấn công rồng được nữa. Và Saigon Phantom họ đang chọn hai mục tiêu, một là cầu máu đối phương, hai là vừa tấn công cả rồng mà có vẻ như họ đang sắp mất cả hai mục tiêu này rồi. Lao vào trước khiêu khích được Black One, nhưng Black One vẫn trừng phạt chính xác tình huống chiêu cuối của AK để hồi phục lại dành cho Gunner có thể bắn ở những tình huống kế tiếp nữa. Kuzan đang đứng hơi cao, anh ta thoát về được với cú tốc biến, thậm chí là có cả siêu hùng dáng thế giáng xuống đến từ vị trí của Khuê HP bật lá chắn Duran, mất tốc biến nhưng ta lại đập mặt vào tường lần nữa trong trận thi đấu này và lao lên. Goni có được double kill và đang muốn truy đuổi vào vị trí của Coyote lui về được thành công, thậm chí vẫn là bằng trụ đến từ phía Saigon Phantom. Goni anh ta ăn được ngẫng hạt hồi phục và anh ta thoát về thành công. Goni anh ta chưa cơ hội kịp chiêu một hay sao, nếu nó là một tình huống anh ta chiêu một lên và chém vào vị trí của Coyote thì có lẽ là Coyote đã nằm lại rồi. Tuy nhiên thì đó là một tình huống hòa về mạng hạ gục đến từ cả hai đội tuyển chúng ta, 3-3. Tuy nhiên thì Saigon Phantom giữ lại được con rồng đầu tiên ở trong trận đấu này, đó là con rồng gió. Cũng khá hay đến từ bên phía của Black One khi trước đó là một tình huống anh ta bị khiêu khích bởi Khuê HP nhưng vẫn kịp tay bấm cái trừng phạt để giữ con rồng gió dành cho bên phía của Saigon Phantom. Và đó cũng là một tình huống mà Saigon Phantom bắt đầu có được những sự giãn cách về mặt mục tiêu so với phía đối phương rồi, chứ không phải là một thế trận mà ăn được mạng quá dễ dàng dành cho bên phía của Divine nữa. Mà tưởng chừng như đó là một pha thi đấu mà Divine họ đã chiếm lợi thế đúng không? Khi họ lấy được cái tốc biến của Black One. Nhưng sau đó thì khả năng cấu rỉa báu đến từ đội hình của Saigon Phantom là rất đau, khiến cho họ đẩy được đội hình của bên phía Divine Sport vào một thế là phải mất rất nhiều máu. Và sau đó Goni anh ta kịp hồi sinh, anh ta đến và anh ta vét được lại rất nhiều màn hạ gục dành cho bên phía của Saigon Phantom. Đây là tình huống mà ba người của bên phía Divine Sport đang di chuyển lên khu vực đường trên để có thể kiểm soát hang con sứ giả khe nước này. Cua kỳ cục ở trước hang con sứ giả khe nước đã có dành cho Divine. Và Black One cũng đang đứng rất cao, anh ta không có mắt ở trong khu vực này để biết được đối phương đang ăn đến khoảng bao nhiêu, phải đưa thân mình lên khá cao để nhìn thấy lượng mắt. Cấu máu đến từ vị trí của T-shirt là khá đau với gọi bài có kỳ, một tình huống cái tên lửa định hướng cộng với bom vốt phò thêm cả cái cung ánh sáng nữa bên phía của Divine bắt buộc phải lui ra khỏi tình huống kiểm soát này rồi.
Như vậy là đội hình của Sài Gòn Ba Tôm trong trận đấu này họ sẽ dựa vào rất nhiều khả năng cấu rỉa bóng mục tiêu trước thềm giao tranh của mình. Và Divide hiện tại thì họ đang bị ép vào cái trụ đường giữa, bây giờ nheo đến, nheo ta đang vòng sầu. Nheo bọc sườn, nheo nội long tước trúng được 3 người, sau đó là tối hậu thư nhốt được vị trí xạ thủ của đối phương, thả gấu ra bên phía của Coyote có được 1 mạng hạ gục. Siêu hùng giáng thế đáp xuống, Coyote có được 2 mạng, đó là double kill dành cho anh ta. Đội hình Sài Gòn Ba Tôm chỉ biết chạy mà thôi, bỏ lại một người đó là T-shirt ở khu vực đứng trên để lấy trụ là cực kỳ nhanh. Và T-shirt anh ta sẽ có được cái trụ mà thôi. Hiện tại thì xét về khả năng dồn sát thương ở cùng một thời điểm thì Divide đang là đội tuyển nhỉnh hơn, còn xét về khả năng cấu báu và khả năng đánh lùi, khả năng gìn giữ ở trong những pha giao tranh thì Sài Gòn Ba Tôm là nhỉnh hơn. Thậm chí là pha thi đấu mà tôi nhìn nhầm, tôi lại tưởng là Coyote anh ta có một cú thả gấu và có được double kill nhưng thực ra không, đó là pha anh ta chỉ sử dụng bộ chiêu thức của mình mà thôi. Vì vậy cũng là một pha đánh ngược, nó cũng rất chất lượng đến từ Divide, đặc biệt là họ có khả năng đánh lâu với đối phương với việc khuê HP có con bài Galio. Đây là điều tôi đã nói ở ván đấu thứ 3 và ván đấu thứ 4 họ đã áp dụng nó và có vẻ như nó cũng đang mang lại rất nhiều những sự hợp lý và tiền đề để cho Divide có những pha giao tranh chiến thắng ở xuyên suốt khoảng thời gian vừa rồi. Tuy nhiên thì nên nhớ Divide hiện tại họ đã mất đi một trụ và đó là cái trụ rất quan trọng, cái trụ 1 ở khu vực đường giữa. Và hiện tại thì về lượng vàng Divide cũng không hơn so với bên phía của Sài Gòn Ba Tôm. Và nên nhớ là nếu để trận đấu này kéo về giai đoạn late game thì với hai họng súng ở trong đội hình của mình thì sát thương bên phía Sài Gòn Ba Tôm cũng sẽ là rất nhiều. Khi đó thì những pha lao vào đến từ Lee Sin và chỉ là Camille nữa sẽ cũng không mang lại quá nhiều tác dụng cho bên phía của Divide Esports. T-shirt ngày hôm nay bị khai thác là khá nhiều, trong cái lobby con anh ta đang bị gây sát thương bởi 4 người. Sử dụng tung diệu nổ và hạ gục được người chơi hỗ trợ của đối phương, trả ngược sát thương là rất hiệu quả đến từ bên phía của Sài Gòn Ba Tôm, vẫn phải bỏ lại mạng của Black One. Nhưng không sao, hai thành viên này có thể bảo kê cho nhau để có thể thoát về được. Coyote, Coyote bị hất tung lên bởi cái lốc xoáy đến từ vị trí của Zanna trong tay của AOK, sau đó thả gấu vào tát vào vị trí của Gunner. Gunner nhảy theo và như ngay sau lưng anh tức anh ta bị ăn những cú làm choáng đến từ vị trí của Annie. Tranh thủ thời cơ thì Divide đang ăn rất nhanh con rồng này lao vào trước, đó là Goni. Goni không cướp được, đó là tình huống trừng phạt chính xác đến từ vị trí của Nheo. Nheo bỏ lại mạng của mình nhưng phía bên kia Goni cũng đang bị giữ chân bởi đó là tối hậu thử mạng hạ gục dành cho Hope One. Hope One bị trả cứ sát thương đến từ vị trí của T-shirt nhưng Hope One có được double kill với tình huống bắn ngược của mình cũng là khá rát. Và bên phía của Divide họ thu về một con rồng lửa, đây là con rồng chất lượng hơn rất nhiều mà với con rồng gió mà Sài Gòn Tôm họ đang có. Tuy nhiên thì bây giờ Sài Gòn Ba Tôm họ sẽ ép vào cái trụ một ở khu vực đường rồng này. Lượng máu của Kuza đang là còn không quá nhiều, khiến cho anh ta gặp khó khăn rất nhiều trong việc thủ đi cái trụ này. Nhưng anh ta dọn dẹp được tên lính này, có khuê iPhone đến nữa và anh ta bật khiên Duran kêu kích được đó là Gunner. Nhưng Gunner vẫn chưa sao cả, anh ta đánh đá trả lại sát thương và Sài Gòn Ba Tôm sẽ có được trụ một ở khu vực đường rồng. Và gian trụ ngoài của Divide đã bị bóc đi triệt để đến cái cuối cùng ở khu vực đường rồng, mặc dù trước đó họ mất con rồng lửa dành cho đối phương. Đây không phải là một rồng lửa với Zik nữa, nhưng lại là một rồng lửa với Kai'Sa. Thì đây sẽ là một trận thi đấu mà Kai'Sa sẽ phải đảm bảo mọi nguồn sát thương dành cho bên phía của Divide. Coyote anh ta không thể làm được điều đó, tại vì sức sát thương của Coyote chỉ đến từ những bộ chiêu thức mà thôi. Tuy nhiên nên nhớ rằng hiện tại thì Divide họ vẫn chưa cụ thể được lượng sát thương của họ thành những cái trụ bên phía của Sài Gòn Ba Tôm. Sài Gòn Ba Tôm họ vẫn còn đủ 9 trụ của họ và thậm chí là những cái trụ của họ dường như tôi đang thấy là không mất máu cơ. Ngược lại thì Divide họ đã bị bóc đi toàn bộ dàn trụ ngoài của mình rồi. Thì bây giờ Sài Gòn Ba Tôm họ có thể bắt đầu triển khai cái lối chơi kiểm soát vào phần rừng của bên phía đối thủ, như là cái cách họ vẫn thường hay làm trong những trận đấu trước đây của họ. Tôi chợt nhận ra một điều, đó là đội hình của Divide nếu họ đánh công với cả 5 người cùng tràn vào vị trí của đối phương là rất mạnh. Rất mạnh. Nhưng khi họ đánh thủ thì cũng là cực kỳ mạnh nha. Với việc mà nếu bây giờ đội hình của Divide họ tỉnh táo và đánh xung quanh Hope One thì những cú thả gấu của Coyote, những cú tối hậu thư có thể giữ chân được đối phương, những cú nộ long thương có thể hất văng những mục tiêu gây nguy hiểm dành cho Coyote ra. Đặc biệt là họ còn có cả Galio nữa. Vì vậy nếu đánh lùi xung quanh Hope One thì tôi nghĩ đây cũng là một cách mà để cho Divide nên lựa chọn ở thời điểm hiện tại để đánh ngược lại với Sài Gòn Ba Tôm. Trong khi đó T-shirt bị tấn công, anh ta bị dính nộ long thước, sử dụng thảm lửa và thoát về thành công. Nhưng đây là 4 người của phía Divide đang ở khu vực đường trên, họ sẽ ép vào trụ đường trên. Trong khi đó thì Sài Gòn Ba Tôm đang muốn lấy đi cái trụ đường giữa, như hết lính rồi. Sài Gòn Ba Tôm họ hết lính và bây giờ thì có 2 người bên phía Divide đang lùi về để có thể cản phá Sài Gòn Ba Tôm. Muốn đánh đến từ Coyote, anh ta đang ping liên tục vào khu vực đường giữa và một tình huống thả gấu ra giữ được một người. Người đó là AOSK, anh ta phải bỏ chạy không còn khả năng giao tranh. Trong khi đó ở đây Hope One đang bị giữ chân bởi 3 thành viên còn lại của Sài Gòn Ba Tôm. Sau đó là choáng tiếp là 2 người, đó là Coyote khá hay.
Gunner phía bên kia vẫn đang tung ra những cú bắn thần bí của mình ở một góc không bị ai bắt vào. Gunner vẫn đang được thoải mái chơi. Trong khi đó Hope còn đang đã bắt đầu có được bàn hạ rồi. Mất đó là dịch chuyển cổ họng. Sau đó tiếp tục là làm giảm choáng hai người, hay quá đến từ vị trí của Coyote. Và bây giờ mới có sự xuất hiện của T-shirt, ngay lập tức đổi mục tiêu tấn công vào T-shirt. Black One tốc biến lên làm choáng được vào người Black của Hope One. Hope One trả ngược sát thương với lá chắn được bật lên. Hope One bị gục rồi. Gunner là người lên tiếng cuối cùng trong pha thi đấu này, bị dính một sút đến từ nhiều nhưng là không sao. Và giao tranh hai bên mất rất nhiều mạng hạ gục. Đó là một pha thi đấu mà Gunner anh ta làm được một điều rất quý giá cho đội hình của Sài Gòn Phantom, đó là lấy được cái mạng hạ gục của Hope One. Hình như Hope One anh ta sẽ, cái tốc độ tăng trưởng của anh ta sẽ phải chậm lại thêm một tí. Và Black One thì bây giờ cũng đạt được cái mức hồi phục rất tốt của mình rồi. Đây nhưng... không phải là Grad như của T-shirt đâu, đây là một Grad full chống chịu cờ. Vì vậy anh ta vẫn hạ gục được thành công người đi săn mình. Trong đó anh ta sống sót ra khỏi cái tối hậu thư của đối phương, chờ đồng đội của mình đến cứu trợ. Kuzan mới là người thấp máu hơn trong pha thi đấu này. Và Black One vẫn sống sót và thoát về thành công. Black One vẫn có thể lùi về thành công với một ít máu của mình. Và sau khi Black One đã ta lùi về thì Sài Gòn Phantom hiện tại đang hơn Divide đó là hơn 4.000 tiền. Một khoảng cách nó được giãn ra chỉ sau, ngay sau pha giao tranh vừa rồi mà thôi. Nhưng tỷ lệ về mạng hạ gục vẫn là 10-10. Cân chăn chặt và con rồng cũng đang là hòa dành cho cả hai. Và đây sẽ là một thời điểm để hai bên tạo được cái thế trận nhiều nhất dành cho mình để có được thắng lợi. Hãy cùng chờ xem bên nào làm tốt hơn. Con rồng đang được ăn với một tốc độ khá chậm. Black One đang cố gắng chia cắt đội hình của Divide. Thùng rượu nổ hất được một người về, đặc biệt đó là Hope One. Hope One mất cho mình giáp thiên thần. Nhiều đang cố gắng phải bỏ chạy, không dám tung ra một cú sút. Bây giờ mới tung ra cú sút, Hope One đã bị hạ gục. Điểm hạ gục dành cho Black One. Coyote là mục tiêu thứ hai. Hai sát thương chủ lực của Divide đã phải nằm lại rồi. Trong khi đó thì những thành viên của Sài Gòn bắt đầu lùa những thành viên còn sống sót của Divide với lượng máu là cực kỳ thấp. Nheo cũng đã phải nằm lại. Divide họ không giữ được sự bình tĩnh của mình ở pha tranh chấp vừa rồi và họ mất đi 4. Rõ ràng là con Ragaz trong tay Black One làm được quá nhiều điều ở trong pha thi đấu vừa rồi. Anh ta chống chịu được một thời gian rất lâu, thêm cả cái thùng rượu nổ nữa. Nó khiến cho đội hình của Divide có thể gọi là bị phá nát ở trong pha giao tranh vừa rồi. Và hai sát thương chủ lực bên phía Sài Gòn Phantom hoàn toàn được lên tiếng và họ đang bao đi cái nhà chính này. Cái nhà chính này nó chuẩn bị nổ và có lẽ sẽ là chiến thắng 3-2 dành cho Sài Gòn Phantom. Chiến thắng rất nghẹt thở trước Divide, đó là Sài Gòn Phantom. Tuy nhiên thì bây giờ họ có thể thở vào được rồi. Trong ván đấu cuối cùng thì rõ ràng là Sài Gòn Phantom họ đã làm rất tốt cái thế kiểm soát của họ khi họ cụ thể hóa được những cái lợi thế của họ bằng những cái trụ bên phía Divide. Còn ngược lại thì Divide họ lại không làm được như vậy. Gunner giữ vị trí rất tốt với Andrew. Trong khi đó Hope One anh ta không giữ được sự bình tĩnh của mình khi nhảy vào quá sớm, mà anh ta đã quá tự tin với cái giáp hồi sinh của mình. Vì vậy anh ta phải nằm lại mặc dù đã mất đi giáp thiên thần. Và các thành viên của Divide khi mất đi con rắn đầu, cái đầu tàu của mình, thì dường như họ là một đội hình ong vỡ tổ với liên tiếp những thành viên phải nằm lại và phải bỏ chạy. Rõ ràng là mất đi Hope One nó là một cái thảm họa đối với bên phía của Divide, bởi lẽ sát thương ở giai đoạn giữa và cuối game ở bên phía Divide Sport nó chỉ dồn lên một mình nữa là Hope One mà thôi. Trong khi đó Sài Gòn Phantom có hai, Sài Gòn Phantom có một họng súng hai nòng, và họng súng hai nòng này ở giai đoạn cuối trận này nó lên tiếng quá mạnh mẽ. Và Gunner anh ta là MVP ở trong ván thi đấu này với KDA đó là 515. Anh ta trong một pha thi đấu mà ta với cái phát bắn thần bí của mình, ta cũng có được mạng hạ gục trước Hope One, và đó là một cái mạng hạ gục vô cùng quý giá. Nó khiến cho Hope One không thể lớn thêm một cách quá nhanh nữa ở giai đoạn sau của trận đấu này. Thế chúng ta vừa phân tích là đội hình của Divide đánh công cũng là mạnh, nhưng khi đánh công thì sát thương chủ lực của họ sẽ không được nhận được sự bảo kê, nên tôi bắt đầu mới nói đến cái việc đánh lùi. Thì việc đánh lùi là để cho Hope One được chơi nhiều nhất. Nhưng pha vừa rồi Hope One lại là người đầu tiên phải nằm lại. Trong khi đó Sài Gòn Phantom cũng là người khai thác rất tốt điểm yếu này của đối phương khi Black One anh ta đưa thẳng mặt mình ra và giữa đội hình của đối phương, sau tung những cung rượu nổ chia cắt đội hình. Goni đến cũng rất kịp thời, AOSK đến cũng rất kịp thời, và Gunner T-shirt chọn góc bắn vô cùng thoải mái ở pha giao tranh cuối cùng. Và có vẻ như bên phía Sài Gòn Phantom họ mặc dù có được những chiến thắng bất bại của mình, nhưng có vẻ như họ không muốn thắng nó một cách dễ dàng mà họ muốn thắng nó một cách kịch tính hơn một chút. Vì vậy đây là một chiến thắng 3-2 dành cho bên phía của Sài Gòn Phantom. Một chiến thắng tôi nghĩ là cũng tương đối thoát tim dành cho bên phía của Sài Gòn Phantom đó. Bởi lẽ khi đã bị dẫn trước, khi đã dẫn trước hai ván rồi và bị gỡ lại hai ván, thì lúc đó tâm lý nó sẽ cực kỳ đè nặng lên các tuyển thủ của chúng ta. Nhưng Sài Gòn Phantom họ vẫn bản lĩnh ở trong ván thi đấu cuối cùng này. Họ vẫn chơi được cái thế trận kiểm soát của mình là tốt, và họ giữ được cái thế trận để cho hai sát thương chủ lực của họ được lớn vào ở giai đoạn cuối game.
Đây là biểu đồ vàng của trận đấu này. Biểu đồ vàng nó màu xanh là tương đối nhiều dành cho bên phía của Sài Gòn Vatom. Họ có được con rồng đầu ở trong ván thi đấu này, họ có được con sứ giả khai nước, mặc dù là con rồng hai ở trong ván thi đấu này đã thuộc về cho bên phía của Divine. Tuy nhiên là Divine họ chỉ có một mình Hope One ở trong ván thi đấu này mà thôi, một mình Hope One là không đủ.